Quý vị và các bạn thân mến, trong mấy ngày hôm nay thì nhóm chúng ta có nhận được rất nhiều những cái băn khoăn thắc mắc của quý anh chị em và các bạn về cái việc là tại sao thì nền kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua thì phát triển rất là tốt, đặc biệt là năm 2018. Thì các cái chỉ số kinh tế vĩ mô của chúng ta thì phải nói là tốt nhất từ trước tới nay. Mà tại sao thì thị trường của chúng ta lại vẫn cứ giảm? Thì có lẽ là quý vị và các bạn cũng không còn lạ gì nếu như thực sự là đã đồng hành với nhóm trong những thời gian gần đây. Và có một số video thì chúng tôi đã có trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái tình trạng là khủng hoảng thừa cổ phiếu trong giai đoạn 2017-2018. Thì thôi, trong cái buổi sáng ngày thứ bảy hôm nay thì đang thảnh thơi ngồi gọi là trà dư tiểu hậu nói chuyện với anh chị em và các bạn về một cái chủ đề khác, không nói về cái câu chuyện gọi là buồn giao thị trường xấu cho năm 2018, mà chúng ta sẽ dành ra ít phút thời gian buổi sáng để điểm qua 10 cái vấn đề kinh tế được quan tâm nhất năm 2018. Thì ai trong chúng ta cũng biết rằng là cái năm 2018 thì có thể được coi là cái năm bản lề cho cái sự phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Và 2018 thì được đánh giá là năm mà kinh tế có nhiều khởi sắc, chứng tỏ là cái vận nước đang lên. Câu này thì được nói đi nói lại rất là nhiều lần trong những cái đợt mà chúng ta giành thắng lợi trong cái bóng đá. Và cũng có thể nói thêm là Việt Nam trong năm nay đã đạt được những cái kỷ lục tăng trưởng. Thì như tôi vừa nói là anh chị em rất là băn khoăn cái câu chuyện này. Tăng trưởng thì đạt kỷ lục của 10 năm. Chỉ số VN Index thì lập đỉnh vào đầu năm và hiện tại thì đang suy giảm khoảng 25%. Sau đây thì chúng tôi sẽ dành ra cái việc điểm qua những cái dấu mốc quan trọng của năm 2018, 10 cái vấn đề kinh tế được quan tâm nhất năm 2018. Sau đó thì sẽ có một vài cái bình luận thêm với anh chị em và các bạn. Thì cái dấu mốc đầu tiên thì chúng ta đã thấy, đã nghe, đã nói rồi là tăng trưởng GDP đạt kỷ lục 10 năm. Kế thừa cái thành tựu 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đang lên. Đó là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thì thưa với anh chị em và các bạn là GDP năm 2018 của chúng ta là ước đạt trên 7% và mức cao nhất trong vòng 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Và một điều chúng tôi đặt thêm cho anh chị em một câu hỏi là liệu sang năm thì có cao hơn được không? Còn nếu như sang năm mà không cao hơn được thì rõ ràng cái lý giải rất đơn giản, đó là nó cao hơn và phải có cao hơn nữa. Còn nếu như cao hơn rồi mà không cao hơn nữa được thì tất nhiên thì thị trường chứng khoán nó sẽ báo hiệu trước khoảng tầm 6 tháng đến 8 tháng là nó cũng sẽ đạt đỉnh cao và nó sẽ không cao hơn được nữa. Đó là điều chúng ta cũng cần quan tâm. Thì tiếp theo đó là dù tăng trưởng cao nhưng mà nền kinh tế của chúng ta rất là ổn định vĩ mô, tức là việc giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% và nợ công giảm so với năm 2017. Thì vấn đề này cũng được đặt ra một câu hỏi là tại sao tăng trưởng GDP cao mà lạm phát lại thấp? Chúng ta cũng cần phải trả lời thì những câu hỏi này anh chị phải tự tìm hiểu và đào sâu thêm. Và chúng ta thấy được rằng là cái việc tăng trưởng thì góc độ cận ngành, nhìn ở góc độ cận ngành, tức là Việt Nam đang là công xưởng thế giới về điện thoại di động và dệt may. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta đến từ cái tăng trưởng của nguồn vốn FDI và ở những cái khu gọi là công nghiệp, chế tạo, lắp đặt của điện thoại dệt may, sự hiện diện của những cái tên hàng đầu mà thực sự đó là hàng đầu luôn, nó là Samsung đem lại cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta không hề nhỏ, và các hàng nghìn cái doanh nghiệp FDI khác đã bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư Việt Nam. Đây là những câu nói rất là hoa mỹ. Và song song với đó thì với sự lớn mạnh của những tập đoàn kinh tế, đặc biệt là chúng ta không thể quên được là Vingroup và Viettel, là cũng cho thấy môi trường kinh doanh trong nước có thể ươm mầm cho những doanh nghiệp có tầm cỡ khu vực, có khả năng hợp tác cũng như cạnh tranh với các tập đoàn trên thế giới. Mặt khác thì ngày càng nhiều sản phẩm Việt Nam sản xuất trên bản đồ xuất khẩu tỷ đô của thế giới. Việt Nam hiện có hơn 20 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ đô với cái tiềm năng tăng trưởng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
và nhiều mặt hàng nông sản giữ vị thế top đầu trong cái nền kinh tế. Và đó là cái vấn đề mà nổi cộm năm 2018 chúng ta không thể là không điểm qua và phải lưu tâm. Cái điểm thứ hai trong cái chúng ta vừa phải nói qua rồi, đó là VN Index lập đỉnh lịch sử, 95% thua lỗ, 95% kiếm được tiền. Điều này thì anh chị cần phải tìm hiểu thêm lý do tại sao. Chúng ta càng đào sâu cái lý do là tại sao khi tham gia cái lĩnh vực này nó lại trái khoáy như vậy, 95% thua lỗ còn 5% thì kiếm được tiền. Và một cái câu hỏi được đặt ra đó là vậy thì liệu cái nhà đầu tư siêu đáng là ai? Đây là câu nói của ông Lê Hải Trà, chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta không cần phải nói thêm nữa, đỉnh của chứng khoán Việt Nam xác lập vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 với mức đỉnh điểm cao nhất là 1.200 mười mấy điểm gì đấy, 11-12 điểm gì đó. Đó là cái vấn đề kinh tế thứ hai mà chúng tôi muốn bàn tới. Vấn đề kinh tế thứ ba đó là cái ảo mộng của tiền ảo. Năm 2017 quả là một năm là tuyệt vời đối với những ai tham gia tiền ảo, bởi vì giá tiền ảo tăng từ 3.000 đô, có thời điểm đỉnh điểm đã lên tới gần 20.000 đô một Bitcoin. Và sau đó thì tan tành mây khói, và thực sự là các sàn có điểm chung là cho nhận tài chính thông qua đồng Bitcoin, lấy tiền người sau trả tiền người trước. Và đây cũng là một vấn đề nổi cộm, đó là đa cấp trong tiền ảo. Và điều này đã làm cho nền kinh tế của chúng ta thiệt hại không hề nhỏ, cộng với một cái điểm nhấn lớn khác, đó là cái việc bắt bớ cục trưởng cục C500 liên quan tới vấn đề cá độ bóng đá bài bạc trên mạng internet. Đó là vấn đề nổi cộm thứ ba. Vấn đề nổi cộm thứ tư đó là cái dự thảo đánh thuế nhà đánh thuế tài sản nhà đất từ 700 triệu đồng trở lên. Thì vấn đề này cũng đã gây báo dư luận trong thời gian vừa qua, gây ra những cái gọi là bình luận trái chiều, và cũng đang được Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tìm hiểu và thêm những ý kiến khác để có thể thông qua được cái luật này, và đang trình chính phủ có thể phê duyệt hay không thì chúng ta còn chờ thời gian sắp tới. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái tác động của chiến tranh thương mại. Điều này thì chúng ta đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, và thực tế thì chiến tranh thương mại đã chính thức nổ ra khi quyết định áp thuế các mặt hàng xuất nhập khẩu trị giá 34 tỷ đô của Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức là vào lúc 0 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2018 giờ Mỹ. Anh chị phải nhớ là ngày 6 tháng 7 năm 2008 2018 giờ Mỹ. Và Trung Quốc ngoài việc khởi kiện lên WTO cũng có hành động đáp trả. Sau 3 vòng, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế là 250 tỷ và tổng giá trị hàng hóa của Trung Quốc áp thuế ngược trở lại với người Mỹ thì có 110 tỷ thôi. Đây là những con số mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải nhớ. Thì thực sự thì có một điểm đáng lưu ý hơn nữa, đó là cái 16 tỷ đầu tiên mà Trung Quốc và Mỹ đáp trả nhau thì không phải là ngày 6 tháng 7 mà nó đã ở đầu năm. Thì không, đây cũng là một cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm, bởi vì thực sự nó có sự đồng pha và cả về mặt thời điểm và cả về mặt cái câu chuyện tính chất leo thang của chiến tranh thương mại. Chiến tranh thương mại thì hình như tôi nhớ không nhầm là cái đợt áp thuế đầu tiên thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm tháng 3, tháng 4 gì đó, tôi không nhớ chính xác lắm, để tìm lại thông tin. Nhưng mà nó đồng pha đến mức là đúng, ngay cái thời điểm đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng gọi là tạo đỉnh. Và hiện tại thì người Mỹ mới áp chỉ khoảng đâu đó gọi là 1/2 số hàng hóa. Thực tế thì 200 tỷ sau này áp thì mới 10% thôi. Thì còn dư địa là còn một nửa số hàng hóa, tức là tăng từ 10% lên 25% cho 200 tỷ và 267 tỷ cuối cùng. Tuy vậy thì người Trung Quốc đã gần như đã cạn kiệt hàng hóa, bởi vì thực tế người Mỹ áp 250 tỷ thì người Trung Quốc chỉ mới áp được có 110 tỷ thôi. Vấn đề nổi cộm thứ 6 mà chúng tôi muốn nói tới đó là cái luật đặc khu. Và thực tế thì luật đặc khu đã không được thông qua. Nhưng mà đây cũng là một cái cách làm học hỏi các nền kinh tế khác trên thế giới là làm đặc khu. Tuy vậy thì chúng tôi có một cái bình luận thêm, đó là người ta bảo là chọn gọi là đúng người nhưng mà sai thời điểm thì cũng không đạt được cái kết quả. Và chọn đúng cái phương pháp nhưng mà sai thời điểm thì chắc chắn kết quả cũng sẽ không cao. Cũng giống như trước đây chúng ta ứng dụng cái việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng là một cái giải pháp rất là hay mà các nước trên thế giới đã từng làm. Nhưng mà không hẳn là chúng ta chọn cái giải pháp đúng, nhưng thời điểm thì nó không còn tốt nữa thì có lẽ là nó sẽ không đạt được hiệu quả cao. Chúng ta cũng phải quan tâm đến câu chuyện là khi mà xem xét cho ba cái đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc lên thành đặc khu thì liệu chúng ta có quy hoạch được tổng thể hay không? Có vẽ lên những cái hòn đảo gọi là thiên đường hay không, hay là chúng ta sẽ năm sẽ bảy cái hòn đảo đấy ra và làm
nó bét tại là nhà lên, và liệu có thu hút được du lịch, thu hút được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến đây hay không thì chúng ta cũng cần phải bàn thêm. Đó là vấn đề thứ 6. Vấn đề thứ 7 thì thực sự là không ai có thể không biết, và phần lớn chúng ta đều biết, đó là VEF Asian 2018 tổ chức tại Việt Nam. Và đây là một trong những cái diễn đàn kinh tế thế giới rất là lớn được tổ chức ở Việt Nam năm 2018, và nó cũng tạo ra được một số cái điểm nhấn quan trọng cho chúng ta trong cái giai đoạn vừa qua. Thì chúng ta thấy được rằng là diễn đàn diễn đàn này được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018 thì thu hút hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 7 tổng thống và thủ tướng trên thế giới, 2 phó thủ tướng, 60 đại biểu cấp bộ trưởng và 800 lãnh đạo các nước thành viên trên toàn thế giới. Thì đây là một trong những diễn đàn lớn bàn về rất nhiều vấn đề liên quan tới các nước khu vực, và đã thúc đẩy cái động lực kinh tế của Việt Nam lên thêm được một nấc tiếp theo. Và cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng là cái điểm nhấn kinh tế xã hội năm 2018 chúng ta muốn nói tới, đó là chúng ta chính thức là vượt qua cái con sóng TPP. Mặc dù TPP Mỹ đã rút ra khỏi hiệp định thương mại TPP, tuy vậy thì chúng ta vẫn chính thức ký với cái hiệp định gọi là hậu TPP là CPTPP. Thì thưa với anh chị em và các bạn, là doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể lựa chọn thay đổi để cạnh tranh, bởi vì khi mà đã gia nhập WTO, đã gia nhập TPP, các hiệp định thương mại song phương và giữa các hiệp định của APTA, thì rõ ràng là biển lớn đã kéo đến ngay trước cửa nhà của mỗi doanh nghiệp, kéo trước ngay trước cổng doanh nghiệp, không còn xa xôi, bởi vì chúng ta bước ra khỏi cổng là đã gặp biển lớn ngay. Nền kinh tế của chúng ta liệu có toàn dụng và sức mạnh kinh tế có đạt được những hiệu quả hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái câu chuyện là nền kinh tế xã hội cần phải có những thay đổi đáng kể, bởi vì là nếu không thì chúng ta không chỉ là tham gia để được lợi mà chúng ta tham gia để bất lợi, bởi vì là họ mạnh hơn, họ xâm nhập vào thị trường của chúng ta, họ chiếm đi thị phần và chúng ta sẽ rất khó khăn hơn. Thì cái điểm tốt thì là chúng ta đã mở cửa và tham gia, còn cái điểm xấu là chúng ta nếu không thay đổi thì chỉ có cách là chết thôi, hoặc là thay đổi hoặc là chết. Vì vậy nên là đây cũng là một cái điểm nhấn là chính thức là trở thành hiện thực khi chúng ta là ngay cả 11 nước trong tham gia cái hiệp định này thì cũng đã ký chính thức rồi. Rồi đó là điểm nhấn thứ 8. Điểm nhấn thứ 9 mà chúng ta cũng cần phải thực sự là rất là quan tâm, mà thực sự đó là cái điểm tiêu điểm của nền kinh tế, nó chính là tập đoàn Vingroup đã ra mắt một cái sản phẩm gọi là sản phẩm Make in Việt Nam. Và VinFast là một trong những cái hãng xe hơi được coi là đi đầu trong cái câu chuyện là sản phẩm của Việt Nam vươn tầm thế giới, và đây cũng là một trong những vấn đề chúng ta cũng cần quan tâm, bởi vì tập đoàn Vingroup và các sản phẩm của họ nhà Vin sẽ liệu có đi xa, đi được bao nhiêu, đi được xa và bao lâu thì nó sẽ quyết định rất là lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của những năm tiếp theo. Và cái việc cạnh tranh khốc liệt giữa các cái ngành nghề, các cái doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là cái họ nhà Vin, Vincom, Vingroup, Vinhome và VinFast, VinEco, VinMech, rồi rất nhiều các loại Vin khác nhau đang được gọi là phát triển rất là rầm rộ, và chúng ta cũng cần phải quan tâm mật thiết đến vấn đề này. Đây là một cái điểm nhấn rất lớn mà chúng ta sẽ phải quan tâm trong vòng 10 năm tới. Điểm nhấn cuối cùng của nền kinh tế của chúng ta đó là những cái vụ gọi là kiện tụng 4.0 Vinasin, Grab, rồi những cái vấn đề liên quan đến công nghệ và cái việc thúc đẩy phát triển công nghệ 5.0 sắp tới sẽ đi về đâu, thì chúng ta cũng đây là một cái góc nhìn mới để anh chị em và các bạn quan tâm liên quan tới việc phát triển công nghệ và đẩy cái công nghệ 4.0 lên 5, gọi là công nghệ gọi là mạng internet từ 4G lên 5G, công nghệ thì 4.0 và những vấn đề liên quan đến cái vấn đề này. Chúng tôi gợi mở với quý anh chị em và các bạn thì có thể chúng ta sẽ có một cái ban gọi là tư vấn chính phủ về cái câu chuyện thay đổi cái chiến lược kinh tế theo cái hướng tức là thúc đẩy dịch vụ, và chúng ta sẽ không học hỏi theo kiểu Singapore là làm dịch vụ gọi là nơi trung chuyển của thế giới, mà nếu được thì chúng ta sẽ phát triển cái dịch vụ đó là dịch vụ phát triển mạnh hơn cái dịch vụ trung gian làm dịch vụ cho ngành tài chính. Đó cũng là một cái cách rất là hay. Vấn đề này thì chúng tôi sẽ bàn sau trong thời gian sắp tới.
Thì điểm qua bởi cái vấn đề nổi trội của năm 2018 như thế thì nhiều anh chị em và các bạn vẫn tiếp tục thắc mắc về cái câu chuyện là tại sao là nền kinh tế của chúng ta tốt tốt như thế. Thì anh chị và các bạn phải lưu tâm cho chúng tôi một vài điều như sau. Mặc dù kinh tế rất là tốt nhưng mà thị trường chứng khoán thì nó sẽ đi gọi là nó được gọi là hàn thứ biểu, tức là nó là cái biểu đồ biểu thị thị trường nền kinh tế xã hội. Và nền kinh tế của tương lai như thế nào thì biểu đồ chứng khoán nó sẽ thể hiện như vậy trong hiện tại. Chứ không phải là hiện tại thể hiện hiện tại, mà hiện tại là thể hiện tương lai, tức là biểu đồ chứng khoán thể hiện tương lai nền kinh tế. Và chúng ta đừng có nhầm lẫn rằng là cái việc thị trường tăng giảm hay các cổ phiếu tăng giảm nó đi một cách gọi là hoàn toàn song trùng với nền kinh tế, nó là điều sai lầm. Bởi vì đôi khi có những doanh nghiệp rất tốt nhưng mà cổ phiếu không có tăng. Đôi khi có một số nền kinh tế hiện thực đang rất tốt nhưng mà tương lai không chắc đã tốt hơn. Hoặc là có thể tốt hơn nhưng mà thị trường chứng khoán vì một lý do gì đó. Chúng ta phải nên nhớ rằng là thị trường chứng khoán nó là cái chợ. Nó là cái chợ thương mại thì nó liên quan mật thiết đến vấn đề cung cầu. Và từ cái vấn đề cung cầu chúng ta mới suy diễn ra được thêm những cái vấn đề khác liên quan đến các tổ chức, các cái nhóm big boy, đội lái, rồi market maker này kia. Thì tất cả nó đều là cung cầu. Nếu cung mà vượt cầu thì thị trường có dù kinh tế có tốt bao nhiêu thì cũng không thể tăng được. Hơn thế nữa thì nếu mà cầu mà vượt cung, đấy thị trường lên một mức cao quá mức thì cái kỳ vọng về cái tương lai nó sẽ không được tương xứng với những cái gì đã diễn ra. Thì rõ ràng thị trường cũng sẽ vẫn phải điều chỉnh về một cái mức tương xứng. Đó là cái quy luật tất yếu của sự vận động của kinh tế. Tức là cái sự vận động của kinh tế nó mang tính chất gọi là tính phản hồi tương đối, nên là khi mà nó tăng quá mức so với thực tế, so với những cái việc là thị trường nền kinh tế thực tế kinh tế thực nó không đáp ứng được trong tương lai thì nó sẽ phải phản hồi về cái hệ quy chiếu, đó là hệ về cái trục chính của nó. Và đây là một trong những cái lý thuyết rất là nổi tiếng của Adam Smith và một số những cái vấn đề mà toàn dụng xã hội trong cái điều kiện là chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thì nó cũng không thiếu những trường hợp đó là nó sẽ bị cái việc là cái phản chiếu hồi quy, tức là kiểu như là khi nó lên thì nó sẽ thúc đẩy lên. Giống như kiểu là câu chuyện là doanh nghiệp tốt thì sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu tăng, giá cổ phiếu tăng thì trở ngược lại thúc đẩy cái việc huy động vốn của doanh nghiệp tốt, và từ đó thì doanh nghiệp tốt lại tiếp tục phát triển. Nên nó gọi là nước chảy vào chỗ cao, và giống như cái kiểu là nó không theo một cái quy luật, theo cái kiểu là người ta nghĩ rằng là nó sẽ có sự chia sẻ đều. Nó giống như trong anh chị em và các bạn hay nghe thấy một cái câu chuyện khá là nổi tiếng trên trong cuộc sống hàng ngày, đó là người ta hay dùng một cái từ khá là nổi tiếng, nó là thế nào nhỉ, chúng tôi có thể diễn giải thế nào anh chị dễ hiểu nhỉ. Các lợi ích đều tập trung ở những một số cái người giàu, đại loại thế. Tức là nói tóm lại là cái quy luật, đúng rồi, cái quy luật 80-20 đấy, tức là 20% giá trị tài sản được dồn vào cho khoảng 80% giá trị tài sản thì dồn vào trong cho 20, thậm chí là ở một số nền kinh tế toàn dụng thì chỉ có dồn vào cho khoảng 5-10%. Mà những người gọi là xuất chúng thôi, hoặc là một doanh nghiệp cũng vậy thôi. Cái lợi thế cạnh tranh đó là lý do mà tại sao mà trên thế giới thì họ mới đưa ra cái luật gọi là chống độc quyền ấy, là bởi vì sợ là cái việc mà các doanh nghiệp nó phát triển quá lớn thì nó sẽ độc quyền, nó dẫn đến những cái câu chuyện mà nó không được hay lắm. Thì buổi sáng hôm nay thì vài cái chia sẻ như vậy về cái những điểm nổi bật của nền kinh tế và những cái sự kiện kinh tế năm 2018 được tập hợp trên cái trang kênh Cà Phê F của chúng tôi. Chia sẻ lại, trao đổi với anh chị em và các bạn, có thêm những gợi ý để anh chị em và các bạn có thêm góc nhìn. Thì video của chúng ta cũng đến đây cũng đã khá là dài. Thì nhớ là ủng hộ Tự Doanh Chứng Khoán bằng những cái like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới hữu ích hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại với anh chị em và các bạn.